Bây giờ giữ đầu thẳng và kéo tay bên ngoài. Cứ đi từ từ thôi ạ, giãn giãn ra bớt một chút ạ. Rộng ra, vòng tròn rộng ra thì nó sẽ... Vòng tròn rộng ra, đỡ đập vào nhau ạ. Already two circle. Nada. Thank you.
Thank you.
Mắt nhìn vào trung tâm dưới vòng tròn của mình đấy. Vòng tròn bên kia mở rộng ra nhá. Ra đến đây là hay bị vòng hai vòng này, các em phải lấy rộng ra. Lúc nào mỏi quá thì hạ xuống một tí cho mày lên nhá. Mày đánh sao em là không cho hạ đâu. Dada, if it's too heavy, can we push down a bit?
đâu đâu cứ phải giữ thế, vẫn phải giữ thế, mỏi vẫn phải giữ, mỏi cũng phải giữ, nó bị ép ạ. Ở đây đây, chở cái áo ra. Mà cái bà đi chậm quá. Cái động tác tiếp theo là cái hình của cây phong lan ấy ạ, nên là mọi người vì là cái động tác mà mình đang tập ấy nó gọi là cái động tác hình cánh hoa phong lan, bởi vì cái cây phong lan nó có cái tố chất là nó sẽ hấp thu cái năng lượng từ mặt trời, hấp thu được năng lượng của thực thể tối cao. Cho nên là khi mà mình giơ cánh tay lên thì mình sẽ hấp thu cái năng lượng từ vũ trụ, và mình vòng vòng cái tay lại là giống như là mình sử dụng cái năng lượng, mình kích hoạt cái năng lượng để vào bản thân của mình. Nên là mọi người chú ý là mình không chạm hai tay vào nhau, mình đang đi bây giờ là mình đổi tư thế. Dừng lại một chút ạ.